chưa? Còn bố, đúng không? Còn Bố Bô, này. Bô quả số 1. Đấy, Đây, bố còn này. thằng Bô, Bô nốt đi Bô. Bố nói chuyện với gái ấy. Có feel luôn mà. Bô nói chuyện với gái. We are number one. Nào, xem các em Ấn Độ là các em Ấn Độ đang chờ đúng không? Ơi, sao các em Ấn Độ đang chờ thế này? Ấn Độ à, chờ à? Ý, đúng dậy trường thế nhỉ? Hôm nay lại cứ nạp thêm thành viên mới à? Cứ nạp thêm Ratchat, GCJT với cả Seo MC Stan à? Rồi. Bên đặt đấy Yo. Bye bye anh em ơi, yo yo. I put my armor on, show you how strong I am. I put my armor on, I'll show you that I am. Đang 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 tìm trận rồi các bạn. Bên kia cũng đang tìm trận rồi. Đang tìm làm sao thiếu được. Hôm nay Toxic Gaming về rồi, nhớ em Toxic Gaming nhé. Ơi Toxic Gaming đâu rồi? Ý này là tôi mày về này này, ơi nhớ chưa này. Ê, bị ba một ngày đi xong rồi nhớ nhớ thương quá. Đấy vào đây. Chưa 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 chưa. Hôm nay rồi ở nó có livestream không? Không live rồi không dám on stream. I'm a poster with no breaks. I'm invincible. I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. Thằng Virus OP chính là thằng Royal OP em nhỉ? Dạ, em nghĩ là nó là kiểu một clan đấy. Em nghĩ là kiểu nó một clan ấy. Hoặc là nó mượn nick khác. Em nghĩ cũng có thể nó mượn nick khác để nó tránh lấy cái nick kia. Nhưng mà nếu mà gọi là thằng virus đấy, anh vào nhé. Em chờ rồi. Nó cũng vào rồi. Anh Trung đấy. Anh bắn luôn đi. Xong rồi, thì dead vào chưa? Dead. Dead vào. Dead vào rồi à? Vô vào chưa? Vô rồi. Đi vào luôn rồi. Bỏ thì vào luôn á, thế sao mày lại trượt nhỉ? Em bị nhấp 3 trận ạ. Nhấp kiểu 3 trận. Thế thế chuyển là chuyển đặt lời cho anh nhé. Em là anh Tùng ơi. Ừ. Em là em bô này. Em là ai? Ai kêu mẹ tao, mày hỏi làm gì? Chó vô. Đá cho mẹ bây giờ. Chó vô. Cứ đến mùa này em Tùng có con tên vui nhỉ. Vâng, mùa này vui. Mùa này bắn nhau bảo Ấn Độ vui. Hello Tùng, how are you? Indian fathers are back bro. Đét vào được rồi đúng không? Có đi vào chưa? Nhìn cũng trên. Bố về đét rồi, hiểu được. Đá khó mà. Anh em Việt Nam bằng nhiều đá khó.
Anh em vòng ngoài nhá, cẩn thận mình bắn nhầm. Ngoài chân anh có vô tầng 1. Tầng 1 vô tầng 1 đi. Tầng 1 thì anh vẫn còn. Tầng 1 cổng cổng trên. Vào đi, vào đi, vào đi, vào đi. Đừng bắn. Ngoài 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 ngoài. Ngoài 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 ngoài. Nó lên thượng rồi. Máu đi. Hết rồi, từ từ hết rồi. Còn cứ giết đi, thôi không phải ba anh em ra được, còn nó sinh trong trong một rừng. Còn là trên mái, còn một trang trên mái ở cổng ở ở cổng trên. Hay hay hay, trên mái chết rồi á. Thằng ném bom ấy. Mở ra ba cái. Thế. Thế. Thằng nào cũng lóc cóc ở cục dưới nhỉ. Ừ, toàn Việt Nam hết rồi, bắn nhầm nhau rồi. Đê 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 đê. Lẫn rồi. Việt Nam ơi. Alo anh Việt Nam ơi. Còn còn một thằng trên mái sao? Hết rồi sao? Bao nhiêu rồi? 8 rồi. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi. Ok 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 em ơi. Tao tao xích chết mạng ấy. Một thằng nhảy từ ngoài vào hay sao? Việt Nam bắn bồ bắn chết luôn. Bồ chết luôn. Ừ, thế thì chết là đúng. Bô 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 bô, tôi bảo bạn chạy ra nhà bánh mì từ đồi sọc đồi bốn sinh kỳ chạy xuống ấy, bạn biết không? Ừ, đấy, thằng đấy, thằng đấy, thằng có xích ấy, lao xuống khoanh mẹ. Thử máu rồi. Nhà nghèo quá. Nó chạy ra ngoài lút vậy. Watch out. Không bạn ơi, giờ nó đang ở ấy không? Gần sân bóng bờ biển. Mé tay trái bản đồ. Đúng rồi, đúng không? Sân... Bay ra, bay ra, bay ra, bực tục nó. Nó có DPS nha, cẩn thận nha, nó có DPS đấy. Cây xăng, giờ nó là cây xăng rồi. Cây xăng ở sát vào biển bên trái, bạn đi có cái cây xăng bạn đâm vào đấy. Cây xăng, đẹp biết chưa, cây xăng. Không, ở sau, bên kia mà, ngọc ngừ quá.
Mày vô, anh nhập lên đâu mà nhóng luôn đấy. Xong cái thằng luôn. Đúng, đang chạy bắt đi. Đang đi rồi. Đang đi. Nó đấy, nó, chính nó. Chuẩn. Không, bên kia, nó vẫn ở nhà cái xăng. Nó ở cái xăng. Cái xăng, vẫn là cái xăng. Trong cái xăng luôn, trong cái xăng luôn. Đấy. Xăng cầm mua rồi. Nó đi bé đấy. Đi sang chỗ nào em nhỉ? Chỗ mua đồ á? Chỗ xong mua đồ á? Nó chết, nó chết rồi. Đó, nó còn mạng ở sinh, nó còn mạng ở sinh. Nó còn mạng ở sinh, ok. Láo. Đây, tôi đang coi, đang coi. Báo bố với cả báo đét đi. Anh nằm ở đâu? Ngay cạnh sân bóng này. Việt Nam bắn bù này, bắn gần chết luôn. Ô, thấy không này? Không phải Việt Nam đâu. Không phải đâu. Bắn đây. Nước ngoài. Mấy thằng Ấn Độ. Ấn Độ đặt đồ. Ấn Độ có chỗ bù à? Ấn Độ đặt đồ bị chết rồi. Bù bị chết chưa? Chưa. Bù đang ở đâu? Bù đang ở đâu? Bù đang ở trong cây xăng đấy. Vừa đang qua. Xe bảy màu của anh ấy nhá. Anh gần em rồi bố. Bạn chạy ra khu gác ca đây. Khu gác ca đây. Anh em bố ơi. Có bố rồi. Gác ca, sân bóng gác ca luôn. Thang. Anh đúng ra sân bóng gác ca chơi solo, nó chơi cùng solo. Sao mày không nói tao trước? Đấy, anh chạy ra ngân hàng đi. Cho anh cùng vào cho nó trước. Không, nó chạy sang bên khu bánh bánh mì dưới đồ của trên kia không? Anh Tùng hiểu cái khu đấy không? Khu bánh mì dưới đồ của trên kia. Nhiều. Đấy. Cái đồ bánh của mì kia, dưới đồ của trên kia. Gần viền Jeff Zone. Đúng rồi. Bánh mì đồi của trên kia. Bánh mì dưới đồi đấy. À, dưới cái con đấy, sát phải với một tí. Đấy, cái nhà bánh mì đấy. Cái nhà khu đồ nhà ấy. Nhà, khu đồ nhà ấy. Chắc, đi qua nữa. Cặp ông bên kia luôn. Đúng. Nó có nhà bánh mì luôn. Còn một. Nó có sóc lọ. Nó có hai thằng. Bảo bố đồ anh chứ, bảo bố đồ anh chứ. Đừng để, nó có đồ, tí anh vào khó. Còn tầng 2, đây, nét khắp chết luôn. Chờ tầng 2. Úi giời, thằng bé đang cả cuống. 900m, 8 7 Bố đang hướng nào? Đang viền được anh em. 6, 5 Bố chết rồi. 4 Solo kill. 2 thằng đúng không? 2 thằng đúng. Nó bên tường ấy nhá. Viền tường nhà... Đấy, đúng rồi. Ê, anh làm nữa. Trong góc, một thằng đấy anh ơi. Hiểu. Anh làm được, làm hai luôn.